chào cả nhà. Chúc cả nhà tay cài áo ghi lời gian lại coi hát bài gì tiệm làm nail ở được rồi thì giới thiệu luôn 37 Hai Bà Trưng vừa mới nhát vừa nhất và bây giờ tiệm làm nail của Lê Giang sẽ giới thiệu Lê Giang để làm hát bài gì em con gái đi gì chị chi con gái của mẹ rồi con gái của mẹ cho một tràng pháo tay với lại Lê Giang và Lê Lộc thấy ghê quá được không? Quỳnh Kim Hoài. Dạ. Vui mọi người ơi. Dạ dạ. Dùng dạ đó không? Dùng dạ đó. Nói gì vậy chứ? Con hát thiệt tự nhét con.
Bye bye mọi người nha. Bye nha. Bây giờ đi về rồi.